Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lập Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay cũng tiếp tục clip mới nhất của anh Bình ha trên kênh. Con mời quý chú mình cùng xem một số cây ha. Hôm nay đặc biệt có một số cây cũng lạ lạ quý chú. Mai Thái nè, bướm hồng ha. Cây bướm hồng rồi một số cây khác nữa thì để chi tiết con mời quý chú mình gặp lại anh để mình giao lưu ha. Rồi, thân mình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh nè. Hôm nay em tiếp tục giao lưu bà con một số cây nha bà con. Này cây bonsai có cây mà thường thường cũng có nha bà con đó, cây mà hoa lài nha, với chiêu thủy, ổi, linh sam, nói chung là đa dạng mặt hàng bông trang nữa nha bà con. Đó, bướm hồng nữa ha, đó, mai thái nha bà con. Đầu tiên là cây 1K, một cây mai chiêu thủy, da xanh ghép, da trắng ghép cái loại mai chiêu thủy hoa cúc nha, rất là đẹp và bông lớn luôn nha bà con. Này đang búp nụ rất nhiều ha. Cây này thì em đã điểm dây lại cho ấm ấm tí rồi. Rồi, rất là gọn gàng sạch sẽ chú. Rồi, đẹp cái mắt chiều luôn. Chiều cao của cây, chiều cao cây là 56 nha. Tán ngang như vậy, đó là 59. Đó. Em quay một vòng cho bà con mình tham khảo nha. Em đo cái hoành. Đó, cây này rất là già nha bà con, những cái mặt cắt nhầm cái là nó kéo bít trần ha. Này về bà con muốn nuôi bít bằng mặt cắt thì mình thả một thời gian nữa ha, cho nên kéo mặt cắt mình xử lý mình nuôi nha. Rồi, cái hoành vị trí này đi là 46 nha bà con. Đây. Dạ, nu nần hết trơn ha. Cây nu nần hết trơn, cốt cành cũng khá lớn, anh nuôi cắt giật nha bà con. Cái này thì nó bông nó rất là lạ và đẹp nha. Bông nó nở như bông cúc ha, bông rất là to luôn, rất là thơm. Rồi, mã số 1 này, 1K này em giao lưu bà con giá chỉ 1.600.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. 1.600.000, cái này em bó bầu cho đi nha. Đó, cái này em sẽ bó bầu cho đi. Dạ, 1.600.000. Ghép cái cúc nha bà chú. Mai chú thủy nhưng mà nó bông như bông cúc cho nó nhiều cánh. Rồi, mã số 2 là một cây trung nu nha bà con. À, dòng trung nu này, cây này phơm tông cao cao một tí ha. Này thì em vừa cái cuôn cái đọt lên, đang vàng lên vàng đọt non mới nha. Cái này chuẩn bị lên bông luôn nha bà con. Cốt cành rất là đẹp nha, rất lớn nha. Cao như gì là 30, tổng cái chiều dài tán như gì là 54. À, thân già nu nút rất là đẹp nha bà con. Đó. Cái hoành vị trí này là 21 nha. Cái hoành cũ ở dưới là 26. Cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ 900.000, em bao ship toàn quốc, cốt cành khá lớn gần ngón tay út em mà nha. Phơm tàn rất là mịn luôn. Đó, cái này về ép chậu thì chơi nha bà con. Vô chậu hình chữ nhật chơi rất đẹp nha. Dạ. Yeah. Cái này thường xuyên lên bông luôn nha. Đó, mã số 2K. Tiếp theo 3K cũng là một cây trung nu luôn. Đó. Chiếu thị trung nu. Đó, cây này cũng em mất cũng cuôn tán đồ lại cho nó mịn nha bà con. Dòng này thì bà con cứ việc chơi thì cuôn thường xuyên. Đó, cho cái vàng phơm tán cho nó dày mịn lên là 1-2 những cái là nó thường xuyên ra bông luôn. Bông rất là thơm. Cao là 32, tổng chiều dài tán gì là 52. Cái hoành vị trí này là 17, hoành cũ vị trí này là 32. Cái này thì em giao lưu bà con đồng giá là 900, em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 3K nha. Dạ. Đây. 900. Phơm tán rất đẹp, cốt cành lớn ha, khá chuẩn nha. Rồi, 4K. 4K là một cây bướm hồng nha bà con. Cây này thì nó đang lên bông nha. Ở bông này nó bông màu hồng hồng khá lớn, nó lớn như cái lá này, gần bằng cái lá lớn hơn nha bà con. Nó chùm chùm ha. Chiều cao của cây là 68, tán ngang như vậy đó là 44. Cây này thì cái dàn đế rất là đẹp luôn, khá lớn đây luôn. Đây em cho chú thấy cái bông bông nha. Cây này thì thường xuyên lên bông nha bà con, rất là thường xuyên luôn. Đó, mã 4K nha. Rồi, em đo cái hoành vị trí này 9 gần 10 nha bà con. À, cái hoành cũ này, ở hoành đế này 43, hoành rất là đẹp, ổ đế rất là đẹp nha. Đó, cái này thì em giao lưu bà con có giá là 600.000, em bao ship toàn quốc nha. Ở 500 nha bà con, 500 em bao ship toàn quốc, cây bướm hồng nha. Hoa bướm hồng hả chú? Rồi, tiếp tục tiếp luôn theo. Này. Một cây gì đây? Một cây mai thái, ở này bông hồng rất là đẹp nha. Đó, cây này rất là già cây nha bà con. Đây, cái bông hồng. Chiều cao như gì? Đó là 69. Ngang tán như gì? Đó là 350, cái này thường xuyên lên bông nha. Đó. Rồi em đo cái hoành em báo nha bà con, hoành nó khoảng 8 thôi. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 400, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó này về có thể mình bẻ bên sai được nha. Mai thái anh ha. Mai thái. Đó, cái này màu hồng rất đẹp luôn. Mã 5K nha bà con. Điệp lào với anh ha. Cái hoa. Đúng rồi. Nhưng mà bông đẹp lắm, nó lầu tàn điệp lào. Rồi tiếp theo là 6K, một cây lài cánh quạt nha bà con. Đó, lài này bông rất là thơm nha. Đó, bông thì bông chùm lưu liên quanh năm luôn nha. Có khi nó sai bông rất là nhiều bông, nó thấy nó trắng cây luôn nha. Cao là 65, ngang như gì là 70. Cái này thì nó một cụm lên 3 thân nha bà con, cái thân lớn nhất nó khoảng 78 nha. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 400, em bao ship toàn quốc nha. Đó. Mã 5K, 6K nha bà con. Rồi tiếp theo 7K. 7K cũng là một cây lài cánh quạt luôn. Đó, cây này thì tông khá cao cao. Đó. Chiều cao cây này
đó, là 120 bán ngang như vậy đó, 105 đó. Mấy cây này thì vườn nhà còn nay thấy có bông đem lên bán nha bà con. Dạ, quá trời bông luôn anh ha. Nó nở kìa là gì. Cái này mình cuôn tàn thường xuyên, nó lên chi dâm rồi dày dặn lên là bông lên rất là đẹp, bông rất thơm luôn. Quanh là 10 nha, đó, quanh 10 dàn đế khá đẹp ha. Cái này thì em giao lưu với bà con 700.000, mã 7K, em bao ship toàn quốc nha bà con, hả? Một cây lại cánh quạt ha. Đó, bông thì chùm chùm không nha. Dạ. Rồi, đợi cây. Cây thuần cho nên quý chú yên tâm ha, về cái mình vô trồng chơi liền. 8K. 8K là một cây trang vàng nha bà con. Trang dạ. Cam nha, trang cam. Đó, cây này phơm tàn, nó thiên nhiên tròn đều rất là đẹp luôn. Đó, với một cái nữa, cái củ khá lớn ở dưới em chưa có khai thác nha. Cây này rất là già cây rồi, nứt da mẻ chân rồi. Cao là 59, tán ngang như gì là 58. Cây đã thuần chậu rất lâu nha bà con. Đó, cái da nó nứt ra trên rồi. 14 là hoành, cái này em giao lưu bà con giá 600.000, bao ship toàn quốc nha. Cây thuần chậu rất là dễ nuôi. Cái này về mình khai thác đế thêm có nha bà con. Rồi, cam cà rốt với chú ơi. Rồi, bông nó rất là đẹp. Mã 9K, một cây dáng bay nha bà con. Đó, cây này dáng form thiên nhiên, dáng bay rất đẹp luôn. Cái này gảnh về điểm dây thì nó lên cái form dáng thì cây nó rất đẹp nha. Mã chiều cao là 56, chiều dài tán là 70. Đó, đây vô thay chậu đẹp, nó đẹp nha, mã 9K nha. Dạ. Cây này rất là già. Nên cái là cây nó già cây nha bà con. 12 gần 13 ha. Cây này em giao lưu bà con 600 em bao ship toàn quốc nha bà con. Trang cam luôn nha. Dạ, cam cà rốt nha cô chú. Bông nó xiên lắm. Rất là dày đặc bông luôn. Rồi tiếp theo là cây điệp. Cây cũng mai thái nha bà con. Mai thái. Màu cam nha. Cây này nguyên một cái đệ bể đế rất là đẹp luôn, mã số 10K. Cây này tàn tròn ha, bông rất là đều luôn. Chiều cao như vậy. Đó là 105. Bán nghe. Đó 103. Yeah. Cây này nguyên một cái bể đặt rất là đẹp ha. Mình không chơi mà form tàn tròn thì mình có thể cắt bonsai cây này rất đẹp nha bà con. Nó cái bể đế khá to luôn. Đó này thì bông nó sẽ lên lu len luôn. Hết đợt này tới đợt kia nha bà con. Đó mình đợt này xong mình ngắt đọt thì cái đọt mới kế bên nó lên tiếp tục lên bông nữa. Dạ, yeah, nụ cũng đẹp đây, lắm. Bông này vừa lên thì cái đọt kế bên lên bông nữa. Ở đây nó lên đọt lưu liên theo ha. Bông thường xuyên luôn. Cây này tàn rất là tròn đều nha bà con. Đem ra tổng hoành hai thân ở vị trí này đi. Là 17 nha. Nguyên một cụm bể đế rất đẹp nha. Cái này em giao lưu bà con giá chỉ 850 nghe. À, mấy cái bể đế này về cắt cây bonsai rất đẹp nha. Dạ, đế này đẹp lắm chú ơi. 850 em bao ship toàn quốc nha bà con. Một cây mai thái nha. Đó, dạ. Mã số 10K nha. Rồi, 10K. Rồi tiếp theo 11K. 11K là một cây sam hạt gạo nha. Bà con lưu ý giùm em, cây sam hạt gạo này rất cần dinh dưỡng và cần nước nha. Đó, mình tưới nước nó thường xuyên mới mà nó rất là chịu nha bà con. Đó thì cái một thời gian nó sẽ bị phân nhánh ở trong, nó phân gai dài dài nha. Đó, những cây này thời gian dài nó sẽ phân nhánh lại gai. Chiều cao này là 29, tán ngang gì là 36. Tổng chiều dài tán là 36 nha bà con. Cây này phơm tán thiên nhiên khá là đẹp luôn. Đó, lưu ý giùm em, cây này rất cần nước nha. Đó, hoành nó đang khoảng 78 nha. Tổng cái hoành đế này nó 53. Cái này thì em giao lưu bà con giá 400.000 hay bao ship toàn quốc ha. Cái này cỡ 10 ngày 20 bữa cái bà con tứ Atonis nâng cử vô nha. Đó, cho nó sung lên nha. Dạ. Đây. Mã số 12K, cây này cũng đồng giá là 400 nha bà con. Cây này rất là đẹp nha. Chiều cao đó 30, tổng chiều dài tán gì 41. Đó. 12 là hoành hai thân nha. Tổng hoành cụm như vậy đó là 36. Đó, nó đang lên bông rất là gộ nha. Thường thường mình bỏ nó suy cây, nó xuống lá nó đỏ giật lá, tưới nước vô ít Atonis cái là lên bông nha bà con. Đó, cây này thì nhớ là giùm em cần nước nha. Đó, một ngày tứ hai cử cũng vẫn được nha. Đó, 400.000 bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo một cây gừa bông. Cây gừa bông này là 13K nha bà con. Đó, một cây mẫu tử, hay dáng mẫu tử này về có thể điểm dây được nha bà con. Cao là 66, tổng ngắn dài thì 62. Cái này bể đế rất đẹp nha, em chưa khai thác xuống nha. Hai thân là 38 nha. Đó, cái bể đế khá đẹp. Cái này thì em đi em bó cái bầu này luôn cho bà con ha. Giá 700.000 bao ship toàn quốc, mã 13K. 13K nha bà con. Cây này là cái thân đế rất quái ha. Tiếp theo mã số 14K, một cây trăng vàng nha. Phơm tàn nó tròn ha, thiên nhiên rất đẹp. 16 là chiều cao, tán ngang là 24. Hoành vị trí này đó là 11 đó, có cái hoành cũ cũng khá ha bà con. Cái này thì nó được cái rất là già cây à. Đó. Đây, cái cốt cành này cũng khá lớn rồi. Đó, làm khá lớn ăn dày ha. Đó, theo nếp hết trơn rồi. Giá chỉ 550 ngàn bao ship toàn quốc nha bà con. Cái này thì vô cái chậu đẹp cây rất lên nha. Tiếp theo 15K là một cây cần thân ghép cam Mỹ có trái nha.
cao như gì là 33, ngang như 29. Đó, cây thì đang có trái mấy trái nha. Dòng này thì nó cần dinh dưỡng nhiều bà con, mình cũng cung cấp dinh dưỡng phân rồi cho nó nhiều một tí nha. Nó nuôi trái nhưng mà nó rụng nha bà con. Hoành là 44, hoành cũ nha. Cây này thì em giao lưu bà con giá là 1 triệu, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó. Mã 15k nha. Rồi, tiếp theo 16k là một cây mai Thái nha. Bông này bông xanh xanh nha. Đó, 16k này thì em giao lưu bà con giá 400 nha. Cao như gì là 56, tán ngang như gì là 40. Đó. Hoành nó là khoảng tay cái nha bà con, khoảng 6 nha. Cây này thì đi em bó bầu cho đi nha. Ở giá 400 em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, cỡ tay cái em nha. 400.000 mã 16k. Rồi, đỡ cây. Tiếp theo 17k, 17k là em có một cặp Sam Mini rất là đẹp nha. À, vàng đế thì nó quắn đã xử lý từ nhỏ ha, rất là đẹp và quái luôn. Cái này thì đã ghép 86 ha, song hình ghép 86. Chiều cao nó khoảng 13. Tổng chiều dài tán gì là khoảng 12 nha bà con. Đó, một cặp nó khá là ná giống nhau nha. Phơm tàn nó tròn đều ấm đẹp nha. À, cái này cũng vậy ha. 12, chiều cao nó khoảng 13, 14. Cặp này thì em giao lưu với bà con có giá 500 ngàn cặp nha. Em bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số 17 nha bà con. Tiếp theo 18, cũng đồng giá luôn nha bà con. Đó, 18 này cũng đồng giá luôn nha. Một cặp này là 500 nha. Chiều cao gì là 14, ở tổng chiều dài tán gì 14 luôn nha. Đó, cây này đang lên bông nha, đang ôm bông rất nhiều nha. Ở dòng này khi đi sẽ đỏ, sẽ rụng lá nha bà con. Đó, em đo cái hoành cũ gì dưới này ha, là 15. Một cặp gì thì 500, mã số 18k nha. Rồi, tiếp theo mã số 19k là một cây ổi tàu nha. Dòng này thì nó có cho trái rồi ha, thường xuyên luôn. Đó, mình cho trái quanh năm luôn nha bà con. Đó, nó sung sung cái mình lặt lá, lặt đọt nó lên bông lên trái nha. Cao là 27, tổng chiều dài tán là 50. Đây, cái hoành vị trí này là 13. À, cái hoành cũ này. Hoành cũ này khoảng 24 25 nha bà con. Cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ 700, em bao ship toàn quốc ha. Một cây ổi tàu nha bà con. Đó, một nước dây phơm tàn ấm mịn nha. Đó. 700.000 em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo mã số 20k. Ở 20k là một cây sergi nha bà con. Sergi bonsai. Ở dòng này thì phơm tàn ấm mịn, cốt cành cũng khá lớn rồi. Đó. Cái đường thân co quái rất là đẹp nha. 38 là chiều cao, tổng chiều dài tán gì 56. Cái hoành vị trí này em lấy đây 18 nha bà con. Ở dưới đây là khoảng 27. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 1.3 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Cái này thì về xử lý trái nó thì bà con bỏ nước, cắt nước nó vài ngày tưới lại vô chút dinh dưỡng thì nó sẽ lên bông lên trái nha. Cây nó cho nó xì chút mau lên trái nha bà con. Rồi tiếp theo 21 là một cái cụm gừng mai chiếu thủy, cụm này khá là liền đặc nha bà con. Ở này đang sống rất là khỏe ha. Da đen lá lớn nha, chiều cao cái này là khoảng cao là 39, tổng chiều dài tán như là 45. Đó. Em đo tổng hoành cụm luôn nha. Tổng hoành cụm này đó là 104. Đó, cụm này thì em giao lưu bà con giá là 2.7 triệu, bao ship toàn quốc nha. Này vô những cái chậu ô quan cạn cạn lòng ha, rất là đẹp luôn. Đó, mã số 21k nha bà con. 22k cũng là một cụm mai chiếu thủy luôn. Ở cái cụm này khá là lớn và dài ha, giá thì chỉ 2.2 triệu thôi, em bao ship toàn quốc nha bà con. Chiều cao cây là 49. Đó, tổng cái chiều dài tán như gì là 48. Tổng cái hoành như gì là 122. Ở giá là 2.2 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Đó, cây này cũng là cái cuối clip nha bà con. Mai chiếu thủy da đen lá lớn ha. À, rồi cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ em, rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp, em chân thành cảm ơn ạ. Dạ rồi, con cũng chào cô chú, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo ha.